trong các cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta bây giờ thì hầu như là bữa nào cũng có các món từ động vật đúng không ạ? Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể chúng ta nếu như mà chúng ta ăn chay và không ăn thịt nữa? Điều đầu tiên sẽ xảy ra đó chính là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn. Với một cái chế độ ăn thuần chay thì các cô bác có thể ăn nhiều cái carbohydrate phức tạp hơn để kích thích giải phóng serotonin giúp cho chúng ta dễ ngủ hơn. Nói một cách đơn giản thì khi mà chúng ta ăn các loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm và khoai tây trước khi đi ngủ thì nó có thể giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Điều thứ hai sẽ xảy ra đó chính là nó giúp cho chúng ta giảm cân. Một số những cuộc nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng cái việc chúng ta ăn chay thì nó thường có tác động tới cân nặng của chúng ta. Trong một cái nghiên cứu thì cả người lớn và trẻ em theo cái chế độ ăn thuần chay thì đều tiêu thụ rất là ít protein, cholesterol và chất béo bão hòa. Và cái kết quả cho ra đó là tất cả những cái người mà theo cái chế độ ăn thuần chay thì đã giảm trung bình là 3,1 kg trong suốt cái khoảng thời gian nghiên cứu. Điều thứ ba cũng có thể xảy ra đó chính là các khớp của chúng ta nó sẽ ít bị viêm hơn. Các cái loại thực phẩm như là bơ, phô mát hay là bánh mì kẹp thịt thì nó đều có thể gây tăng cái tình trạng viêm khớp cho chúng ta, bởi vì trong đấy nó chứa nhiều những cái chất béo bão hòa. Và những cái cuộc nghiên cứu mới nhất thì người ta cũng cho thấy một cái chế độ ăn chay, đặc biệt đó là cái thuần chay, thì có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp rất là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta ăn chay thì thường là các cô bác chúng ta không ăn nhiều những cái chất béo bão hòa gây tăng cái tình trạng viêm, mà chủ yếu là chúng ta ăn các loại thực phẩm có tác dụng chống viêm tốt. Điều thứ tư sẽ xảy ra đó chính là da của chúng ta có thể là sáng mịn hơn. Những gì mà chúng ta ăn nó hoàn toàn có thể tác động trực tiếp tới làn da của chúng ta. Các nghiên cứu thì cho thấy rằng một cái chế độ ăn chay trường nó có thể giúp làm sạch mụn và có thể cải thiện sức khỏe của làn da rất là tốt. Bởi vì các loại trái cây và các loại rau quả tươi thì trong đấy nó chứa rất là nhiều các loại vitamin, những cái loại khoáng chất, rồi những cái chất chống oxy hóa. Vì vậy nên nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta nó trở nên khỏe mạnh hơn và nó giúp ngăn ngừa rất là nhiều các bệnh tật. Thứ năm đó là nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cái huyết áp. Các cái nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng những người mà ăn chay thì sẽ có huyết áp thấp hơn so với những người ăn thịt. Thực phẩm từ thực vật thì sẽ có xu hướng là nó ít chất béo, lát chi và cholesterol, nên nó sẽ có tác động rất là tích cực tới huyết áp của chúng ta. Đặc biệt đó là các cái loại trái cây và rau quả thì trong đấy nó chứa cái nồng độ kali rất là tốt. Vì vậy nên là nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm huyết áp hiệu quả hơn. Thứ sáu, nó sẽ giúp cho các cô bác có thể giảm nguy cơ chúng ta mắc bệnh tiểu đường type 2. Khi mà các cô bác thực hiện cái chế độ ăn chay một cách lành mạnh thì nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường type 2, cũng như là nó giúp chúng ta làm giảm các biến chứng của bệnh rất là tốt. Những cái thực phẩm chay thì nó thường có chứa ít đường và trong đấy nó lại rất giàu cái chất xơ, chẳng hạn như là các loại ngũ cốc nguyên hạt này, các loại đậu này, các loại hạt này, nó sẽ giúp cho các cô bác giữ được cái lượng đường trong máu ổn định hơn. Nghiên cứu thì cũng cho thấy là những người mà không ăn chay thì sẽ có cái nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn gấp đôi so với những người mà người ta ăn chay. Thứ bảy, đó là nó sẽ giúp cho các cô bác giảm được các triệu chứng của bệnh trầm cảm, lo âu. Các cái cuộc nghiên cứu thì người ta cho thấy những người mà ăn chay thì họ thường cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều so với những người mà không ăn chay. Hơn nữa, các loại thực phẩm chay ấy thì nó có nguồn gốc từ thực vật. Những cái thực vật hữu cơ nó sẽ có tác dụng là giúp làm mới cái tâm trí của chúng ta và giúp cho các cô bác có được cái suy nghĩ tích cực hơn, giảm cái tình trạng mà chúng ta bị lo âu, căng thẳng hay trầm cảm. Thứ 8, đó là nó sẽ giúp cho các cô bác giảm được cái nguy cơ chúng ta bị đục thủy tinh thể. Khi mà chúng ta về già thì rất là nhiều các cô bác chúng ta bị đục thủy tinh thể đúng không ạ? Thế thì một cái nghiên cứu được tiến hành bởi khoa y học lâm sàng Đại học Oxford thì người ta cho thấy cái mối liên quan chặt chẽ giữa nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể và chế độ ăn uống. Cụ thể đó là những người mà không ăn chay hoặc là những người mà ăn nhiều thịt ấy, thì sẽ có cái rủi ro bị đục thủy tinh thể cao nhất. Còn những người mà người ta ăn chay thì họ sẽ có cái nguy cơ mà phát triển bệnh rất là thấp. Vì vậy cái việc chúng ta ăn chay nó cũng là một cái để nó giúp chúng ta phòng tránh được cái tình trạng bị đục thủy tinh thể một cách hiệu quả. Thứ 9, đó là nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái nguy cơ bị ung thư. Thế thì trong các loại rau củ quả thì nó đều chứa rất là nhiều các loại vitamin rồi các cái chất chống oxy hóa trong đó. Và khi mà các cô bác chúng ta ăn thuần chay thì chúng ta thường bổ sung được rất là nhiều các cái chất chống oxy hóa cho cơ thể từ trong các loại rau củ mà chúng ta ăn hàng ngày. Và chính những cái chất chống oxy hóa đó nó sẽ giúp chống lại các cái gốc tự do mà gây ra ung thư. Vì vậy, các cái chế độ ăn chay nói chung thì nó đều giúp cho chúng ta làm giảm thiểu phần nào được cái nguy cơ mà các cô bác chúng ta mắc bệnh ung thư đại trực tràng và các cái bệnh lý ung thư khác. Và thứ 10, đó là khi mà các cô bác ăn chay thì chúng ta sẽ có được nhiều cái năng lượng hơn. Cái chế độ ăn thuần chay nó có thể giúp cho các cô bác chúng ta tăng được cái mức năng lượng của mình tốt hơn. Chế độ ăn mà toàn từ các cái thực phẩm từ thực vật thôi thì nó sẽ giúp cho cơ thể của các cô bác dễ dàng tiêu hóa hơn. Có nghĩa là cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó không phải làm việc quá sức.
Bởi vì chúng ta đều biết đó là khi mà cái hệ tiêu hóa nó phải làm việc liên tục và quá sức thì các cô bác có thể cảm thấy là uể oải và rất là thiếu năng lượng. Do đó, cái chế độ ăn thuần chay nó có thể giúp cho các cô bác là tăng được cái mức năng lượng và chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Thì đó chính là 10 cái điều mà nó sẽ xảy ra khi mà các cô bác chúng ta ăn thuần chay. Các cô bác ở đây có ai chúng ta đang ăn chay không ạ? Hãy bình luận xuống phía dưới để Dạy Xe Lan biết nhé. Chúc các cô bác anh chị luôn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Dạy Xe Lan khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dạy Xe Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dạy Xe Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dạy Xe Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.